Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, dưới tác động của hoàn lưu vùng xoáy thấp nên trong đêm nay và ngày mai, toàn bộ khu vực Trung Du và vùng núi Bắc Bộ sẽ có mưa với lượng phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm. Trong khi đó, tại thủ đô Hà Nội cũng như là tại các khu vực khác của đồng bằng cũng có mưa dông nhưng gián đoạn, thậm chí có lúc hửng nắng nhẹ. Nền nhiệt ở khu vực đồng bằng là từ 31-32 độ, trong khi đó tại khu vực Trung Du và vùng núi nhiệt độ thấp hơn từ 28-30 độ. Ở miền Trung, trong đêm nay và ngày mai, tại khu vực Thanh Hóa và Nghệ An vẫn tiếp tục có mưa do nằm ở rìa phía nam của vùng xoáy thấp. Cục bộ vẫn có mưa to và dông. Lượng mưa ở đây phổ biến từ 15-30mm, có nơi cao hơn. Mức nhiệt ở khu vực Thanh Hóa và Nghệ An dao động từ 31-32 độ. Trong khi đó, toàn bộ khu vực từ Quảng Trị trở vào cho tới Bình Thuận hầu như khá là ít mưa, ngày nắng. Nắng nóng bao trùm toàn bộ khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, thậm chí có nơi còn đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt với mức nhiệt từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Gió Tây Nam suy yếu, dự báo trong đêm nay ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều phổ biến ít mưa. Ngày mai trời nắng ráo, đến chiều tối mai mới có mưa dông rải rác trở lại. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ là từ 28-31 độ, còn ở Nam Bộ, nhiệt độ sẽ ở ngưỡng 31-34 độ. Trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 khiến cho biển động, sóng biển cao từ 2-3 mét. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.